Wow, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, hôm nay là một ngày thời tiết khá là nắng nóng, và em lại về cho các bác một chiếc xe nóng hổi như thôi, vừa thổi vừa sôi đây. Một chiếc xe, và với quả thùng đầu tiên em không giới thiệu xe đâu, em chuyển sang giới thiệu thùng trước đi. Một chiếc xe với quả thùng như là container luôn, dài 9m8 anh em nhá, chiều cao 2m35 và chiều ngang cũng là 2m35. Cực kỳ là rộng rãi, cực kỳ thoải mái cho anh em nào mà mua về để chở pallet hàng gỗ hay là hàng giấy, hay là những cái hàng cần gọi là sự khô ráo, kín khít, thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Em này anh em về đầu tư thì tiền ít thì thơm, nhưng mà anh em lại đầu tư và thu hồi vốn rất là nhanh. Một chiếc xe mà giá phun tiền hơn 700, trả trước thì anh em có thể trả cho em tầm khoảng dưới 400 là anh em đã sở hữu ngay được một chiếc xe thùng dài 9m8 còn ngon lành cành đào này. Em này thì biển thủ đô Hà Nội 29H76927 nhá. Anh em check tra thoải mái xem là xe có lỗi làm gì không. Vâng, thùng bệ thì khỏi bàn. Vâng, chất thùng thì đóng cái thùng này là đóng tương đối khá là nhiều tiền. Anh em đã lời được nguyên cái bộ thùng rồi, không phải mua như là nguyên xe và nguyên thùng hai cái rời khác nhau nhá. Bây giờ thì cái số tiền bỏ ra cái này, nếu mà mua mới là anh em chắc chắn là phải mua con này phải hơn tỷ đồng. Nhưng mà với thời điểm hiện tại anh em đầu tư con này thì vô cùng hợp lý này. Thùng bệ đẹp như thế này, dàn sắt này, sắt sàn này, cũng như là tôn hai bên sườn sân cánh nhá của xe là hoàn toàn còn rất là ok. Và em này thì em đang bán những mức giá chỉ hơn 700 thôi nhá. Một chiếc xe với quả thùng chiều dài thùng này là 9m8, rất là thích hợp với nhiều anh em có thể chở được tầm khoảng 9 dàn pallet. Vâng, 9 dàn đến 8 dàn đến 9 dàn pallet nhá. Còn chiều ngang anh em được hai dàn dọc này luôn. Và tầng cao thì có thể chở được gần 20 pallet. Vâng, hoặc là anh em có thể chở giấy, chở đồ gỗ vụn hay là hồ khô, rất là hợp lý luôn. Một chiếc xe tải trọng 8 tấn nhá. Con này thì ngon, và bên em thì vừa mới về xong. Đấy, bác chủ bác ấy đi thì bác ấy gọi là lâu nay bác ấy không dùng nữa rồi. Xe chạy được hơn 10 vạn và lâu không dùng. Thế là thành ra chất thùng của xe thì vẫn còn rất là ok. Đấy anh em nhìn này, vẫn còn như mới luôn nhá. Về là anh em gần như là chỉ có khai thác thôi, không phải làm gì. Đấy, tôn vỏ dày. Và cái này thì anh em có thể là cho các cháu ở trên làm một cái sân bóng ok. Đấy, bên này thì có vách cửa, cửa cánh ở hai bên này. Đấy, cửa cánh bên trong, phía bên phụ, và có thể là hạ hàng bất kỳ lúc nào anh em nhá. Còn đấy là về phần thùng. Vâng, thùng này thì nói chung là tôn dày, khả năng chở tốt và kín khít. Đấy, thế là ok rồi. Còn em này thì có thêm cả đèn trần nữa nhá, có hết rồi này, có hết đèn trần anh em rồi. Còn về khung gầm bệ sắt xi thì anh em nhìn này, toàn bộ gầm sắt xi thì khỏi bàn luôn. Đây là một chiếc xe đời 2021, gần như là xe mới tinh anh em nhìn này. Toàn bộ dàn sắt xi của xe thì đen, căng, thẳng và không hề lỗi lầm. Đấy, chiều dài với tầm thành thùng luôn. Và gầm phía dưới của thùng thì anh em nhìn này, đấy toàn bộ này được lót một lần lớp tôn và có chống trơn trượt ở phía đằng mặt trên nhé anh em nhé. Đấy, hai bên sắt xi hai bên đây, toàn bộ dàn sắt xi của xe này còn đẹp căng luôn. Đấy, sắt xi này, và gầm phía dưới trục các đăng đây anh em này. Đấy, nó thẳng căng như này đây. Đấy, đấy, bốn đốt nhá, con này là trục các đăng bốn đốt này. Và cầu sau đây, cầu sau giảm sóc nhíp nhíp này, và anh em có thể nhìn là toàn bộ tất cả các cái này thì được đều hàn răng chống hết rồi. Vâng, xe thì còn rất là sạch sẽ. Dàn lốp của chiếc xe thì đang sử dụng dàn lốp Thalitone. Vâng, cái dàn lốp này thì tương đối là ngon, lốp 150, và lốp thì tương đối khá là dày, chắc chắn luôn. Lốp dày căng luôn này. Và anh em về đi những con như thế này thì vô cùng hợp lý luôn nhá. Vâng, vừa kinh tế vừa tiết kiệm, và đặc biệt là những cái dòng này thì thu hồi vốn rất là nhanh. Đấy, anh em nhìn sắt xi gầm của xe nó còn như thế này thôi. Cái nói chung là cái dòng này thì đời nó là đời 2021, đời cao. Thế nên là đâm ra là chất xe thì gần như là mới tinh. Anh em mua về gọi là một chiếc xe lướt cũng được. Đấy, những cái dòng này thì đúng là làm ra tiền của, nên là đồ của nó rất là chắc chắn. Đây, ốc áp bát này hai bên này anh em này. Đấy, và xe là xe không có lỗi lầm nhá. Về là anh em chỉ việc đi thôi. Nói chung là chất xe như thế này thì thực sự là ok luôn. Anh em về là yên tâm, và không phải bảo dưỡng sửa chữa gì nhá. Anh em chỉ việc đổ dầu mà chạy thôi. Đấy, còn ngon luôn. Gầm đẹp này. Đấy, dàn lốp mới này, dàn lốp vẫn còn rất là mới luôn. Đấy, lốp dày mới gì. Và lô lốp này là lốp 2023 nhá, mới tinh đình đình luôn này. Đấy, xe còn rất là nét. Đấy, toàn bộ dàn sắt xi hai bên này thẳng căng luôn. Và cái dòng này thì không có lỗi này. Anh em nhìn nhá, sắt xi hà sơn đen xi, và không hề có han mục. Đấy, còn nguyên dàn sơn.
Em này thì cũng có cái điểm chờ đó, bình dầu hơi nhỏ một chút. Vâng, bình dầu hơi nhỏ vì động cơ máy của chiếc xe nó chỉ là động cơ máy du trai 200 thôi. Máy 6.6 tiêu thụ dầu rơi vào tầm khoảng con này là khoảng gần 20 lít đối với full tải nhá. Nói chung là như vậy thì cũng rất là ok rồi. Đấy, sắt xi gầm ngon và tất cả các cái chi tiết của xe thì gần như là mới tinh luôn. Đấy, được cái là dòng này chạy rất là ổn định luôn. Rồi, đến tiếp tục là phần đầu đi. Đây là một chiếc xe với cái đầu cabin tương đối là ok. Đấy, chân lông M3, một thiết kế cực kỳ mới, một thiết kế đẹp theo thiên hướng gọi là hướng tới tương lai, kiểu dáng đẹp trẻ trung với hai mắt đèn phía đằng trước. Đây, các bác nhìn này, toàn bộ hai mắt đèn đằng trước khả năng chiếu sáng cực kỳ ok nhá. Ánh sáng đèn pha halogen và bên này. Đấy, hai bên này. Và em này được thêm gắn thêm một số cái led giải này để cho mọi người có thể là đi đường nhìn thấy dễ dàng hơn. Còn đâu là khả năng chiếu sáng của xe thì khỏi bàn. Đấy, tất cả dàn gương hậu hay là toàn bộ các cái dàn gương chiếu dọc thân của hai xe đó rất là ok. Đấy, còn bên này là em này là nâng cabin bằng hơi nhá. Nâng cabin hơi này. Đấy, có điện luôn nha anh em. À, lưng thủy lực và có điện. Đấy, còn đây là anh em nhìn này, sắt xi đầu này. Đấy, ốc còn như mới. Như mới tinh. Em này thì được cái là cabin nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Vâng, xe được sản xuất tại nhà máy của Đông Phong Lưu Trung, Lôi Châu, Trung Quốc ấy ạ. Và đây các bác nhìn này, nội thất ghế da của xe là còn nguyên. Đấy, nội thất ghế da nguyên này. Cần số vô lăng của xe thì vẫn còn như mới tinh luôn. Và em này thì tương đối là chất nhá. Giá rất là căng luôn. Đấy, hợp lý, hợp túi tiền với mọi nhà nhá. Và xe này thì em đang bán cái giá nó chỉ có hơn 700 triệu thôi. Một mức giá rất là hợp lý, chỉ còn... Vâng, một mức giá rất là hợp lý cho mọi nhà. Vừa ngon, vừa bổ, vừa lành, vừa rẻ. Và xe thì rất là hợp lý này. Đấy, anh em về là yên tâm là chỉ có việc là chạy thôi, không phải làm gì. Đấy, chất xe thì cứng cáp luôn nhá. Và con này thì máy cực kỳ khỏe. Ui, ngồi ghế cũng đã sướng rồi anh em ạ. Thôi. Đấy, động cơ máy rất là khỏe luôn. Và xe là không có lỗi lầm nhá. Xe chạy được 10 vạn cho anh em. Đấy, còn ngon. Tất cả các chi tiết vô lăng nội thất của xe vẫn còn mới. Và con này thì chạy ít. Vâng, xe chạy ít nên là chất xe thì cứng cáp vô cùng. Và anh em nào mà muốn mua cái dòng xe gọi là chạy ít và ngon lành cành đào này thì cứ gặp em. Bên em thì chuyên những cái dòng xe cứng, xe cáp cho mọi nhà nữa. Vừa bổ vừa rẻ, con này thì anh em đầu tư tiền ít nhưng mà lại hít được xe thơm. Đấy, hợp lý, hợp túi tiền với mọi nhà này. Đấy, và động cơ máy dầu của chiếc xe này thì tương đối là khỏe. Đấy, máy 200, tải 8 tấn nhá. Anh em chở hàng thoải mái luôn. Yên tâm và yêu luôn. Đấy, không phải làm gì. Và anh em chỉ việc khai thác thôi. Đấy. Anh em nhìn máy này, máy nó khô đẹp như này mà. Đấy, đẹp căng luôn này. Sạch sẽ luôn này. Khô khô sạch và không hề lỗi lầm nhá. Đấy, động cơ máy cũng chơi tôi là. Đấy, còn cabin này, dưới cabin này. Toàn bộ dàn cabin của xe thì nguyên bản luôn. Và máy cũng là máy zin. Anh em về là việc chỉ có việc là khai thác và chạy thôi. Ở cái dòng này thì bảo dưỡng định kỳ thường xuyên và chạy thì cứ xà xã luôn. Riêng đầu trông long là một cái dòng xe mà bây giờ là hàng hot rồi. Nên anh em nào mà hợp lý, hợp túi tiền thì anh em cứ chơi dòng này là hợp lý luôn này. Đấy, máy khỏe, hơi căng nhá. Và động cơ này thì máy nó tiêu thụ nhiên liệu không đáng kể. Đấy, và cái dòng này là xe là anh em chạy là xe 8 tấn. Nên là mức tiêu thụ nhiên liệu nó không hề cao. Đấy, vừa phải, hợp túi tiền và chi phí sửa chữa bảo dưỡng cũng rất là nhẹ nhàng. Không như dòng đầu to nhá. Đấy. Và xe thì cũng vừa mới về xong. Đấy, chất xe thì còn như mới. Đây là anh em nào mà yêu thì anh em cứ qua trực tiếp cửa hàng xem xe. Xe đang có mặt tại thành phố Hải Dương anh em nhá. Vâng, xe đang có mặt tại thành phố Hải Dương. Một chiếc xe còn rất là mới. Đấy, và là chỉ có việc gọi là khai thác thôi, không phải làm gì. Đấy, cửa đóng mở như container luôn cho anh em. Rất là kín khít và sạch sẽ. Dòng này thì nói chung là không chê được câu nào luôn. Hợp lý, hợp túi tiền. Đấy, vừa phải. Và nói chung là mình làm kinh tế thì mình mua đầu tư những con xe vừa phải với túi tiền như thế này thì rất là ok. Cho anh em mua những cái con mà giá tiền cao quá mình đầu tư nhiều thì sẽ khấu hao nó không được, khấu hao nó cao. Nhưng mà mua những cái dòng này thì anh em là khấu hao ít. Và là anh em gọi là mình hồi vốn nhanh và kiếm được thu nhập nhanh chóng.
Đấy, anh em nào mà thích cái dòng Trương Long M3 này thì alo cho em nhá. Xe vừa về xong. Vâng, một chiếc xe hàng hot. Thế tuần trước nhà em có một con mà về đến nhà là chưa kịp dọn rửa gì là bác chủ có cái múc mất rồi. Còn hôm nay là một chiếc M3 mà đấy, xe vừa về xong. Đấy, anh em nào thấy hợp lý thì alo ngay. Đấy, bao ngon, bao chuẩn chỉ và bao nét căng cho anh em. Cái này thì tính nhà em là rất là cẩn thận. Mình cứ, úi giời, làm cái này. Đấy, kín khít ngay. Dòng này nói chung là thùng nóng rất là chắc, chạy rất sướng. Vâng, và máy thì khỏe, hơi căng đét. Đấy. Úi giời. Rồi, anh em nào mà yêu thì nhanh tay qua xem nhá. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ, hợp lý, hợp túi tiền tại em Vũ Diêu thôi. Xin trân trọng cảm ơn. Và Vũ Diêu tôi chuyên các cái dòng xe tải, xe ben và con nào mà cứ giá rẻ, ngon thơm là dành cho anh em. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.